Tèo mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Tôi Tèo Vlog nha. Chào cả nhà. Chào thầy, chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hôm nay thì hai chồng sẽ đi ra ngoài chợ cả nhà, tìm mua một món đồ. Nguyệt cũng thầm ao ước có từ lâu nha cả nhà. Thì Nguyệt mời cả nhà theo chân hai chồng Nguyệt đi ra chợ, xong rồi cả nhà sẽ biết nha. Đi tìm rồi, đó, có tí. Còn cái chở khách đi mà mua điện thoại. Dạ. Mua đồ nha. Dạ, đi mua đồ cậu. Mời cả nhà đi vô bên phía trong coi hai chồng Tèo hôm nay đã đi mua cái gì nha. Ở đâu? Đó. Hai. Xin một, xin hai. Đây là tiệm vũ hai nha cả nhà, ngay gần bến phà Đại Ngãi. Cái này quá trời luôn. À, tủ gì này, máy giặt. Máy giặt này, máy giặt không à, bên này là máy nóng lạnh. Trên nó là lò nướng gì? Là chiên không dầu á. Lò nướng. Rồi cả nhà biết rồi. Hôm nay hai chồng đi mua cái lò chiên không dầu nha cả nhà. Tại vì đồ ăn mình ăn nó không hết á, mình mua cái này để mình bỏ thì nó phí. Mua cái này. Cái hiệu gì ta? Hiệu nào tốt nhất chứ? Mobile. Chém muốn nhiều không? Chém cả nhiều nhiều. Bự bự cũng được. Ở đây phía này thì bán nồi cơm nữa nè. Cơm điện á. Đủ rồi. Kim cương. Phía này bán tủ áo nè. Đây tôi đi một vòng cái nhà coi nha. Cái này tủ lạnh nè. Bật gió. Ông tủ lạnh này bự dữ. Cao con Tèo luôn cả nhà. Tủ lạnh này chiều cao chúng ta 2 mét á. Bên cái máy nóng lạnh thì cũng lớn cả nhà, không nha. Bên kia còn bên kia, phía bên kia là bán trang trí nữa cả nhà. Lấy coi thử đi, không được hả, tính sao? Anh Phú ơi, lấy giùm em này. Các bạn điện thoại nha cả nhà. Điện thoại đủ thứ nha, đủ loại luôn. Dạ, khui hàng. Thôi cũng bự quá nè. Thấy cái thùng thấy tưởng nhỏ. Quá luôn nè. Cái này em thấy là như bự của chị hai em. Bự hơn của chị hai không? Cũng cỡ. À. Nhưng mà hiệu khác. Khác hiệu à. Để vườn gà. Không. Gà vừa nhỏ hơn vừa. Không vừa. Nhỏ nướng làm nửa coi. À. Cho nha. Cái này là thời gian, cái này là nhiệt độ nè. Tại chứ chỉnh nè, ví dụ chứ thấy gà mình bự quá thì chứ chỉnh thời gian cho nó nhiều xíu. Rồi mình thăm chừng chứ, ví dụ chứ chưa thấy gà á, chỉnh tiếp. Dạ, yeah. Nhiệt độ là dạ đúng rồi nè, nhiệt độ là 120 nè, khoảng này là 60 phút thôi. Khỏi tháng mình gấp 900 nè. Tại vì bên 4 tháng không được. Lấy đại bây giờ bóc đây 6 tháng. Cô ơi. Rồi bây giờ ông xã Nguyệt ghé mua đồ của ông xã nha. À, lưới là lưới ăn cá. Ghé mua đồ của ông xã.
mua đồ xã nhưng mà nhà sử dụng chung. Phan đèn pin, đèn năng lượng, lưới, chai. 2 mét thì nó còn 1m7. Còn 1m2 thì còn 1m. Xong rồi đó cả nhà. Mua thêm 2 tay lưới nữa nha. Chuẩn bị là xuống sông nha cả nhà. Xuống sông nha. Dạ, bây giờ gia đình Tèo chuẩn bị nha cả nhà. Tèo cũng có mang con gà nè. Chào cả nhà. Hôm nay thì mua được cái lò nướng. Xong rồi cũng ghé mua một con gà nè cả nhà. Này gà công nghiệp nha. Gà này mình nướng nó sẽ mềm hơn gà vườn của mình ha. Chứ mình mua thêm một ít thịt heo nè. Mẹ mình không ăn gà đó. Mình mua thịt heo với gà. Hôm nay thì mình sẽ ốp xá xíu để mình tách cái lò luôn. Mẹ mình sẽ ốp đi, ốp để ra cho nó thấm chút xíu nữa mình sẽ nướng nha. Là tỏi, tỏi phi để tỏi sống. Mình nướng là mình ốp tỏi sống nha. Tỏi chín rồi sợ nó vô nó nóng quá cái nó bị khét. Đây gia vị. Một mỡ chiếu hạt nêm. Xá xíu. Này là xá xíu nước nha. Để cho nó cái bịch đi. Ngâm nghe gì? Ngâm vườn gà không à? Cũng ướp ướp thử cũng thấy vừa vừa lắm nhưng mà mình mới xài lần đầu chắc mình cũng không có kinh nghiệm bằng đâu. Thì cái này cũng em bán đó cũng có chỉ sơ sơ cả nhà. Hồi nữa hai chồng cũng mò mò xài lần đầu tiên nha. Thì bên trong này nè có cái dĩ để trong này sẵn nè, chút xíu nữa mình sẽ rửa dĩ này ra ha, rồi mình để gà mình nướng nha. Cái lò này á thì cái giá nó cũng không cao cả nhà. Mình mua có 1.7 triệu à, 1.7 triệu à. Thì kiếm muốn kiếm cái lò tốt hơn nữa tại vì mình thấy người ta có cái lò giá cao hơn á. Nhưng mà chỗ này chỉ bán cỡ này thôi với thấp hơn thôi. Thì mình cũng mua đại cả nhà. Cũng thấy vừa túi tiền của mình cho nên mình cũng mua đại đi. Như là ví dụ như mình muốn nhu cầu cao hơn á thì mình đặt cái tốt hơn thì mình phải đặt vài ngày. Thôi mình lấy cái này sử dụng cũng được à. À, tháng lương cái mình nhín ra mình mua cái món đồ ha. Mình xài gia đình mà mình xài cái sòn sòn được rồi. Như nhiều khi hai bé có gà gán là muốn mua gà quay chợ đó thì về nó cũng hơi nguội đó. Mình sử dụng này mình có thể mình hâm cho nó mau với lại nó ngon cả nhà. Hâm cho hai bé cũng thích lắm. Nên nghe mẹ muốn mua này nè, hai bé mừng lắm. Chút xíu đi học về mừng lắm. Ốp để đây hai chồng đi lo cho bò xong về nướng cả nha. Trong lúc mình chờ đợi nó thấm á cho bò ăn. Đây cũng chiều rồi. Nãy đi chợ cũng mua ít lúa cho gà ăn cả nha. Gà Tèo nó bự lên. Đây bầy nè. Bầy này có 4 con. Bầy đã được 8 con. 8 con song song. Gà này to hết rồi nè. Kẹt mồi là sử dụng được á cả nha. Kẹt tiền đổi gạo được rồi đấy. Ủa con gà trống bự á. Gà trống nó đi theo gà anh hai à. Vậy hả? Ừ, không có gì. Nó theo người đẹp à. Ừ. Bà anh là ba bốn vợ. Hai chồng gà cho bò ăn này. Nó làm như phát hiện cái mùi mít nó thơm em ơi. Thơm tới. Thơm à, chở gió cái nào đây? Gà coi cả nha. Hả? Làm thử ra đó gà, anh nghi trái đó đó. Cái này hả? Ừ. Búng rồi, búng rồi. Rồi, lụm. Bịch bịch đấy. Không thấy.
thơm. Bẻ được không? Bẻ đưa anh bẻ. Hả bẻ đi. Dặn cuốn không? Không, không, bẻ bẻ ngang cái chớn này nè. Nè cái tay em đẩy ngay đây nè, nó gãy ngay khớp này nè. Một tay đẩy ngay đó đó. Không nổi. Đây, 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 đây. Em cầm với mít đi, em cầm với mít đi. Em cầm với mít đi. Ăn lá. Cầm với mít nha. Rồi. Lấy lên vậy nè. Đó, gãy ngang nè. Ông có kinh nghiệm về bẻ mít cho. Cái mít này dám có cả 10 kg luôn nè. Ồ nó già nè. Già thẳng nè. Rồi, trên này vàng tư luôn, em hạ xuống nha. Trên này nó vàng nè cả nhà. Trên cuốn chín cây nha cả nhà. Tới luôn nè. Thơm luôn. Thơm á. Tại vì cái mít nè cả nhà, mít với sầu riêng ha. Là chín là không có giấu được đâu. Nặng quá. Cũng như mọi khi cả nhà. Dội chuồng cái cho uống nước cám xong thải cỏ cho cả nhà. Bọt nguyệt hôm nay cũng lớn rồi nha cả nhà. Thải hết ôm cỏ nữa mình về. Ôm trái mít về. Thử cân coi nhiêu ký nha cả nhà. Em đón nhiều. Em đón cỡ 10 ký rưỡi. Anh đón cho em tới 10 ký đâu. Rồi, lên. 9 ký. Hả? 10 ký đúng mà. Ha. 10 ký đúng luôn cả nhà. Hai chồng đón chứ quất vậy. À, em đón chịch anh chút à. À, em đúng hơn anh. Em chịch hơn nửa ký. 10 ký đúng luôn nha cả nhà. 1 ký. Hồi mổ nó ra thử nha, coi nó ngon không. Tiếp tục thu hoạch dưa leo. Về tranh thủ cắt này liền. Bự, cái này bự em. Tối không thấy. Cái này bự. Cái này là cũng vừa ăn à. 4-5 trái vậy cả nhà. Uống nu luôn. Cắt đủ ăn. Gì mà cũng có ăn vài ha. Cắt trái đằng kia nữa được rồi. Cắt 3 trái đủ ăn không? Không đủ rồi cắt 4 trái. Hả? Ở dưới đó 1 trái nữa hả? Cắt cho trên đi, cho trên bị ông đút rồi đó. Cho dưới. Coi cho dưới không thấy. Nào bắt đầu. Xuống cho non nhóc nữa nè cả nhà. Đây ha, con trái nữa kìa. Đàn trái nữa nè. Nè đây đậu. Chồng ít chứ gì chứ cắt không cho sót cả nhà. Kiếm dữ lắm luôn. Chứ nhiều là phải sót à. Nhìn qua đây mình thấy ít cầu thơm. Đi trở về vườn cầu thơm. Ăn cầu gầm bên đây tốt nè cả nhà. Cắt ít cầu gầm. Mấy bụi hành nè. Dê ra nè. Bên đây thì gà húng nè. Chờ ít lên ba cây gì? Cây gì em? Hả? Cây này kêu bằng cây gì em quên tên hoài. Dình cơm hả? Không phải cây thù lù, thù lù. Ủa, gì đó. Thù lù hả? Thù lù. À, vậy mà em tưởng bây giờ anh tại vì à. cái đất mà anh xúc vô đây làm như là ngay cây thù lù. Ừ, ngay gốc á, nó rụng. Rồi giờ sao? Nhổ bỏ đi. Nhổ bỏ hả? Ừ, cái đó để anh chị, để bữa nào anh dọn. Xung quanh này cái nhà. Thôi kiếm nó trồng không biết. Nhổ để ra đi, nó có trồng, nó lấy nó trồng. Cỏ lên hay nhiều cái nha. Không gà trồng công việc quá trời luôn, không có thời gian bằng cỏ nữa. Công việc với lại mưa quá đó. Thì khi mình rảnh mình mà không được. Khi nào bán bò rồi thì vợ chồng mới có thời gian nhiều. Mưa thì quay cũng không được. Mà làm cỏ cũng không xong. Thì cái buông ra hết mưa cái mình đi lo cho bò. Đi học về xong rồi. Cái mình quay mình, đi học mới vô luôn. Mình gieo cho cả nhà xem. Cây quế nè nha. Bé Út trồng thù lù không? Mẹ nhỏ hai ba cây kìa. Nó chế trồng hay gì dạ, đây. Thôi ý là con muốn trồng không nè. Tốt quá trời lên kìa. Cái cây chế chế thù lù. Ừ, đây 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 đây. Cây quế. Đây nè phải không anh? Ừ, lên lùm lùm nha nè. Chị em nói rau dền cơm. À, cây thù lù. Cắt ít quế. Quế tốt quá trời vậy. Trồng chung với rau không lũ bây giờ quế ăn hiếp rau không lũ vậy. Che bít hết rồi. Giờ ớt cũng thấm rồi, một để vô nè nha, con con luôn. Mình cũng có khứa khứa rồi cả nhà. Vừa mới sử dụng, mới sao phải mạnh vô. Rồi, rồi. Xong tiếp tục. Chỉnh như chủ tiệm tư vấn này đi. Chỉnh cho anh. Cái này là thời gian. Thời gian, dưới này là độ nóng. Giờ cho 20 phút đi ha. À. Rồi. 20 phút chín không? 20 phút rồi đó. Không, à. Hồi mình dở ra thử. Em chỉnh lên 120 đi. Rồi nhiệt độ nè. Ờ, nhiệt độ 120 đi. 160 không? Thôi, 160 quá vậy. Rồi, 120. Hay là áp quá không? À, ai biết đâu, không ấy vừa vừa thôi. Thôi. Ừ, vừa vừa thôi. 80 thôi cho nó từ từ nướng á, sợ nó ép. Gà nó hơi bự cả nhà. Rồi. Nếu cả nhà mình á, biết cách sử dụng mà kinh nghiệm nhiều á, xin chia sẻ cho Nguyệt biết nha. Xong, cái nắp ra. Cái dao này chắc là... Dạ, không giáp chứ mít.
chờ đợi gà chín rồi. Muối quá trời muối luôn em ơi, mình thấy muối dữ lắm luôn. Có gì nào sập bàn không? Muối là không có sơ luôn á. Cái dao này cũng bén lắm. Wow. Muối không sơ luôn cả nhà. Quá trời muối luôn rồi. Muối sơ luôn. Sẽ làm 4 rồi. Sao đây? Sẽ làm 4. Chia cho anh chị em rồi. Chia hết ăn lấy bên nội bên ngoại luôn. Rồng mấy trái? Ba trái. Hai cây, hai trái. Hai trái bự, hai trái nhỏ. Còn trái nhỏ này chưa. Mít ăn đầu, mít đầu ăn đít. Sẽ quanh về cái hồi nữa mình chẻ làm hai lại. Kệ ăn lấy thảo cả nhà. Có ít thì mình. Ê, 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 em lăn vô lá chuối để nó nhiễm mũ vào bàn. À. Đây là chuối khô, chuối mũ. Chuối mũ để nó chảy mình đâm. Về là mình chẻ làm hai lại. Em muốn sập bàn luôn. Chịu lên. Quá trời muối luôn. Bữa hổm mà chị con xuống cắt cỏ thấy trái mít á. Nói sao anh? Nói chừng nào có chín hú chị chứ. Chị tôi chinh vlog á. Thấy gì chị con khoái mít lắm. Dạ. Nó chín nè, tròn miếng nè. Giờ mình thử trước miếng này. Rồi nó cho Nguyễn miền Tây miếng, mẹ con miếng. Chị Trinh, Tú Trinh Vlog, Hương Mạ Non, Úc Liễu, chị Hai, chị Ba, chị Ba Hương Cù Lao đó nha. Bé Úc bộ thèm hay sao mà nuốt ớt 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 kìa. Chọc hoài. Mình dính lá chuối kìa. Mít mày muối không mà muối này không vàng mà làm như chứ cái mít nó bị lai à. Bự quá trời, nó muối bự mà nó dày. Thử nha, thử chút. Cho bé Út miếng rồi, bé Út nuốt miếng gì lắm rồi đó. Chọc nữa. Trước đây con lột từ từ cho nó ăn. Mà cả nhà nghe nè. Nè, bé mít chín cây cả nhà. Cảm ơn cô chú. Cái hai nữa nè, ngon ngon. Ngọt, tắm mưa mà vậy ngọt mà. Dạ. Cảm ơn mong chú. Được mời cả nhà ăn mít nha. Chào. Im không? Ừ, ngọt, ngọt và thơm. Nhưng mà do nó lạnh gì là nó nhiều muối quá ha. Cái cơm nó không được. Ừ, nó ép với nhau á, cái nó không có dày. Với cái mít này mình ăn nó thơm với mùi dầu chuối cả nhà. Thơm á, cái độ thơm nó thơm á. Xong một chỉnh 20 phút á, xong rồi đủ giờ rồi. Nhận xuống lấy đi. Nghe nó trả lại cái gì. Hồi nó cũng mới vàng vàng rồi cái gì. Chưa. Vậy là được. Em phải tăng độ lên mới được. Ừ. Tăng cả 120 á, 120, 140. Mình có cần chở bề không ta? Hả? Cái bề này nó chưa chín mà. Ừ. Chừng nào nó chín. Em tha nước cái nước ốp lên không? Tha nước ốp hả? Ừ. Để em tha. Xong rồi đút vô. Tăng áp lên nữa nha. Độ cả nhà. Rồi nướng thêm 20 phút nữa nha. Coi thử như thế nào nha. Tại vì mới sử dụng lần đầu cho nên là chưa có gành, mình phải thử từ từ cả nhà. Chứ lỡ không biết để vô cái nữa rút ra khét nghẹt được. Ở đây Nguyệt làm nước chấm nha cả nhà. Đây thì có muối nè, với đường. Với hai trái ớt lai. Nguyệt đâm cho đường nó tan ra. Chút xíu nữa mình sẽ nặng chanh hoặc hạnh vô nha. Mình làm nước chấm thành thấm. Ở đây thì mẹ tài cũng chuẩn bị hai dĩa rau nè, lá nữa, gà chín chặt để ăn kèm cả nha. Nhà khui cả nhà, nướng này nướng này. Em lấy là em nhận xuống vậy nè. Ờ, đừng có giật kia. Ờ, vàng cả nha. Lần hai nữa vàng lần hồi nãy cả nha. Mà không biết mình có nên chở bề không nữa. Em lật lên thử rồi, cho thử rồi. Chắc chở bề. À, vàng cái gì? Cái bề trên này được rồi đó. Đó, bề dưới này mình để cỡ khoảng 20 phút nữa được cả nhà. Cỡ 15 phút được rồi. Ha. Rồi, đút cho vô. Vô, nữa. Lý cả nhà. Vậy là mai mốt mình phải cái nhiệt độ nó chỉnh 120 đi. Cao hơn hả? 120. Giờ chỉnh sao? Giờ em dịch lại cho. Ừ. Bây giờ giảm chút xíu đi. Tại vì nó cũng chín rồi. Ừ. Rồi cái này mình giảm là 15 phút thôi. Rồi, 15 phút nữa nha. Sau khi đợi chờ 15 phút. Bỏ anh lên ghi xuống hả?
hơi nhặn nhặn đúng không, hơi nhặn nhặn đúng rồi, rồi vậy ra đó, vậy đó. Wow. Wow, đẹp cái nha, quá trời thơm luôn cái nha, quá trời thơm luôn nha. Chín khô luôn rồi nè. Cái màu gì là dừa luôn đó nha. Đến mấy cái mâm đựng. Xong, cho là dĩa. Một con gà quay. Rất phần thịt vô. Giờ chân tiếp gà. Tục tới thịt với chân gà nha cả nhà. Cái mề với gan rồi đó. Cho vô không được. Thịt đây. Gan luôn. Mề. Rồi, bữa ăn gia đình đào chuẩn bị xong. Thầy mời ở nhà ăn cơm cùng gia đình nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Mà cả nhà dùng cơm nha. Nhưng mà bà nội cho em mẹ mua trước ăn cơm. Tại vì lý do là cái lò không biết sử dụng á nha. Không biết sử dụng thì làm lâu. Mình mua miếng thịt gà. Cho ăn thử thịt gà miếng đi. Béo ăn đùi hả? Đây là. Giữ rồi rửa tay sạch sẽ xong rồi cắt rồi ăn luôn cả nhà. Thôi ăn cánh nha. Dạ. Cánh ngon nha. Cầm miếng cánh gì luôn không? Dạ cầm. Cánh mẹ. Ăn đi con ăn đi. Mẹ kêu nổi ăn rồi nè, ăn con ăn thấy không? Thì vô cái cầm cánh nè, cầm gần cái nắp đó. Sợi dây. Không, cái gà này mềm trên cái cầm. Gà này mềm ha. Ờ, chính cầm đó, nó mỏng cầm nó mềm. Giờ thì nó mỏng lên. Không. Ăn nhiều quá không biết có sao. Cái lâu lâu ăn miếng mà chứ không sao đâu. Mà cả nhà nha, ăn gà nướng. Ăn thử rồi cả nhà. Chứ không dám ăn nhiều. Chắc gì cái cầm nguyên cục ăn ha. Cái này kêu là cái chảo chảo chiên không dầu hả? Hay lò cái nồi. Nồi hả? Nồi không? Nồi chiên không dầu hả? Gà này nó mềm, mình cắt đi, cắt đi. Còn cái đùi nữa. Lúc ăn hai cái hết không? Ăn cặp đi đi cho nó đều. Để ăn con cái đi, giò thấp giò cao à. Chắc gì nhìn thấy ngon ha. Ăn này phải ra tay đi. Chứ sao thì cũng phải vô tay à. Không, vô tay. Cái này không vô tay. Cái mấy miếng thịt đó cả nhà, mấy miếng thịt đó không biết chỉnh chế độ như quay gà cái nó hơi áp lửa, nó hơi đen chút. Mời cả nhà ăn gà nha. Nhà gà làm gì ta, nướng hả? Chiên. Gà chiên hả? Nồi chiên mà. Này cũng như giống như quay vậy thôi. Ngon ha. Nó khô ha, nó khô nhìn thấy nó ngon. Đói bụng ăn rất ngon lắm con. Thôi cạp khí thế luôn. Chín luôn. Chín tới tỷ luôn á. Cắm nhiều nhiều luôn. Chấm như vậy con chấm đi. Mình cũng như chấm ít. Cho mỗi người dễ nó chấm luôn. Thôi quỳ nè, ngay món gội. Con có cánh không? Còn nữa. Dạ, để ngày hèm gà nướng cái mua hai ba cái đùi với ớt cái để vô cái là bấm nút là chín đó. Cái này nữa là béo làm được nè em. Cái này mình đùi gà cánh gà mình để mình nướng cái mình nhúng nước mắm được vậy. Nếu giống mình chiên nước mắm vậy thôi cho em được. Dạ được không, cho nó mềm ha, nó không giòn như mình chiên giòn. Ha mình chiên á cái da nó có độ giòn hơn. Cái này nó cũng giòn theo cái độ nướng rồi. Rồi, mời nhà ăn cơm nha. Thử cái bột đây. Thịt nó hơi khô, còn mềm cái độ thịt đó.
thích ăn mấy cái củ đẳng gì sạch luôn, củ đẳng sạch ngon. Dạ ôm luôn ha. Vừa vừa ăn chấm còn bé ngon, chấm thì ngon ha. Ừ. Con này cơm ngon. Ăn ra hả? Ăn ra không hay ăn hết? Dạ ăn ra. Dạ ngon hết sảy rồi. Cái đùi chiều con nữa đó. Ừ. Ăn da này. Ăn da này em thấy cái lúc ăn da thèm á. Nhà hàng tài luôn. Ăn cao. Cái sau này lâu lâu rồi làm món nướng quá thôi. Chắc ngày mai luôn. Ăn ngán hả? Làm nướng ngỏi vậy. Con cục đuôi ra, ăn luôn đi, cái đẹp cặp giò. Thảo Quỳ làm cặp cánh hả? Cái à? Ừ. Lúc làm cặp đùi ăn đi nó bước chi cho nó đẹp, đẹp cái giò. Phải có một cái đi đi xúc sủi vậy, đi dốc lên cao á. Bữa cơm gia đình Nguyệt cũng đã xong. Nguyệt xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay gia đình Nguyệt nha. Nguyệt xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Nguyệt chào cả nhà. Chào cả nhà. Con chào mua chú.